Vâng, thưa xin kính chào các anh chị em. Vâng, thưa các anh chị em, ngày hôm nay là một ngày chủ nhật. Tôi đang ở phía nam của Paris, gần cái lâu đài Fontainebleau. Là một cái vùng nó có những cái ràng buộc lịch sử đối với chúng ta, đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta. Tôi cũng không hiểu vì lý do gì đó mà bị dẫn dắt để đến cái khu vực này, và gắn bó tới nay cũng đã là 5 năm, 6 năm rồi. Dẫu rằng nó cũng có rất nhiều những cái điều hoặc là những điều không vui đó, những điều khó khăn. Vâng, thưa các anh chị em, những cái trang, những cái live stream của tôi trong cái thời gian vừa qua nó là bị giới hạn rất là nhiều, giới hạn sự tương tác rất là nhiều, cho nên rất mong các anh chị em, nếu như có các anh chị em nào trên live stream đó thì xin báo lại dùm cho tôi là âm thanh có nghe được hay không. Tôi cũng sẽ không thực hiện những live stream theo một số giờ nhất định nữa. Bởi vì ít hay nhiều đó, tôi nghĩ là trong vòng 2 đến 3 tháng nữa đó, là những cái trang Facebook của chúng tôi đó, sẽ còn bị giới hạn rất là nhiều, và thậm chí sẽ bị đánh mất, sẽ bị không còn. Cho nên chúng ta ở được với nhau lúc nào thì biết lúc đó. Cũng xin thông báo với các anh chị em là có nhiều các anh chị em gửi lời xin kết bạn trên trang của tôi, thì hiện tại bây giờ những cái trang của tôi nó đều đã kín cái danh sách kết bạn này. Chúng tôi không thể nào gọi là chấp nhận những lời kết bạn được nữa, thì xin thông báo với các anh chị em là đó là bất khả kháng, chứ không phải là vì chúng tôi coi mình quan trọng hay là kiêu căng, xin đừng nghĩ là như vậy. Cũng xin các anh chị em một alo, alo, 1, 2, 3, 4, xin chào anh Nguyễn Minh. Không được, không được, không được. Không tìm thấy. Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta có được anh em, anh chị em nào thì chúng ta trao đổi với nhau như vậy. Xin chào anh chị Thái Bình. Có anh Nguyễn Khải. Xin giữ sức khỏe nhé, thưa anh Nguyễn Khải. Anh Nguyễn Khải là bạn học của tôi. Chúng tôi là bạn với nhau từ thuở xa xưa rồi. Ở vùng hôm nay có một cái trường tư thục của dòng Đa Minh Dominic ấy, làm cái công việc giáo dục, công tác giáo dục ở cái giai đoạn năm 1958-60 cho tới năm 1975 thì bị phá. Thì tôi và anh Khải là chúng tôi là cùng trường với nhau, hình như là khác lớp. Chúng tôi là cùng trường, là trường Thánh Tâm, tức là Sacré-Cœur. Lúc bây giờ, lúc mà tôi còn
học 2 năm ở đó, tức là tôi nhớ hình như là lớp 8 hay sao, lớp 7, lớp 8, hình như có 1 năm là tôi được ở trường đó. Tại vì tôi là ở trong vùng quê, vùng miền quê. Vùng miền quê thì có một cái gọi là một cái lớp học lấy một cái từ cái chi nhánh của một trường Nguyễn Trường Tộ ở xa lắm, ở vùng Gia Định. Thì thực ra là chúng tôi học rất là kém, bởi vì là ở vùng vùng sâu vùng xa mà. Tôi là người Đồng Lách, nghe cái chữ Đồng Lách các anh chị em có thể hình dung được là nó lau lách như thế nào. Vâng, đó là một cái vùng toàn lau lách thôi. Đó là một cái vùng mà đâu đó cũng tôi mang ơn là từ cái vùng lau lách như vậy đó. Có lẽ là tôi đồng lứa tuổi với tôi ngay như với anh Nguyễn Khải đó. Vâng, xin giới thiệu với các anh chị em là anh Nguyễn Khải mới ở tù về nhé. Cũng thê thảm. Và là ở trại tù B5. Nói đến trại tù B5 thì là lại phải nhắc đến một cái giai đoạn khoảng năm 1970, cái con đường quốc lộ số 1, nó có một cái đoạn chạy từ Hồ Nai về Sài Gòn, à xin lỗi, Hồ Nai về Biên Hòa. Thì nó có cái trại ngày đó gọi là trại, không biết nói sao, tức là các gọi là các cái những người hoạt động cho lực lượng mặt trận giải phóng miền Nam ấy, thì lúc bấy giờ thì họ chỉ có nhận rằng các anh đó chỉ có nhận mình là hoạt động cho mặt trận giải phóng miền Nam thôi, chứ không có ai nhận là người Bắc Việt cả. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Khải có nhắc đến Lai Ổn. Vâng, Lai Ổn là một sứ đạo, tên của một sứ đạo. Đồng Lách là một cái tên của thuở xa xưa rồi, lâu lắm, xa lắc xa lơ rồi. Nhiều người gọi là, nhiều người nước nói anh chị em ngoài hôm nay gọi là nách, tức là cái ngõ ngách, là cái nách không, nó là lách, tức là lau đó, cỏ lau, vùng cánh đồng đó là toàn là lau, lau lách đó. chạy qua cái cánh đồng đó, nó nối với vùng gọi là vùng Lạc An, Lạc An, Trị An đó. Đó là cái cánh đồng hết sức là đặc biệt, và hầu hết những cái cuộc đột phá của lực lượng mặt trận giải phóng miền Nam để phá vào phi trường Biên Hòa, hoặc là đặt những cái dàn pháo kích chớp nhoáng, hoặc là xâm nhập đánh chất nổ, cũng như là căn cứ quân sự Long Bình, thì đều xuất phát từ cái khu rừng đó cả, tức là khu rừng giữa Trị An và Lạc An, con sông Lạc An đó. Đó là vùng, một vùng của chiến khu D. Nó có một cái căn cứ khá đặc biệt gọi là núi Chùa. Sau này thì núi Chùa thì không còn là nguy hiểm nữa, không còn là ghê gớm nữa, nhưng mà cái thời của chúng tôi 10-15 tuổi thì đó là vùng nguy hiểm. Và đặc biệt tôi có một một người em, gọi là em, tức là con ông cậu của tôi đó, là lính biệt kích nhảy toán, và anh ấy tên là Thuận, vai em của tôi, nhưng mà dĩ nhiên đã là đi lính biệt kích thì tuổi hơn tôi cũng cả hàng chục tuổi. Và anh ấy bị nhốt ở đó, tức là anh bị bắt và anh nhốt ở ngay cái gọi là dưới núi Chùa đó. Và năm 1975 đó, tức là khoảng 3 ngày sau cái ngày 30 tháng 4 thì các anh ấy đi ra, bởi vì không có ai giam giữ nữa, tức là những người gọi là những người chiến thắng đó, những người giam giữ các anh ấy thì bỏ, gọi là bỏ cứ, bỏ căn cứ để đi ra chào mừng chiến thắng, thì các anh không biết là đã là chiến thắng rồi. Cho nên đó là một cái nhóm đó có rời khỏi cái nơi tù đó để đi về cái con đường của sông Lạc An để đi về Biên Hòa. Đó là một cái con đường nhựa, con đường trải nhựa.
Đối với tôi là con đường nó rất là đẹp bởi vì nó chạy sát bờ sông Đồng Nai, chạy về tới Biên Hòa. Thì trên đường nó đã có một cái vụ nổ. Tức là khi mà các anh ấy biết rằng các anh được người dân cho biết rằng đã xong rồi, tức là gọi là giải phóng, gọi là giải phóng rồi, thì nó đã có một vụ nổ. Theo như là người em của tôi kể lại thì 6 người đã chết, tức là tự rút kíp nổ và 6 người đã chết. Vâng, chúng ta ngày hôm nay tôi làm cái live stream này mang cái tính cách gọi là trải lòng. Trải lòng của một người đã phải nhìn cận cảnh cuộc chiến, nhìn cuộc chiến tranh từ khi rất nhỏ. Tôi 10 tuổi là đã phải nhìn thấy những xác chết ở cánh đồng của cánh đồng Đồng Lách, những xác chết của bên này, xác chết của bên kia, và những cái cách cư xử, những cái hành xử của hai bên đối với nhau. Ngày hôm nay 65 tuổi rồi, tôi nhìn về những cái hành trạng đó và tôi đâu đó nó mang một cái suy nghĩ là sẽ thực hiện những cái live stream mang tính cách trải lòng, mang tính cách tâm tình của một người chưa đứng vào quân đội của bất kỳ phe nào cả, nhưng đã phải nhìn cận cảnh cuộc chiến tranh từ khi mình mới chớm biết khôn, tức là 90 tuổi đầu. Vâng, xin chào chị Lan Nguyễn. Ồ, có bà Hạnh Phạm ở trên này. Vâng, các anh chị em, chị Hạnh Phạm là một người cũng từng là những người bị tù và tức là trong cái giai đoạn gọi là giai đoạn tù đàn em của chúng tôi, nhưng là gọi là đàn em nhưng mà giá trị có lẽ là dữ dội hơn chúng tôi. Vâng, anh Khải là vụ án sau, tức là bị bắt sau và mới được trả tự do, gọi là tự do để trong ngoặc kép, đang trong thời gian quản thúc. Đây là những anh em hôm nay tôi xin được trân trọng coi các anh như là những người cắt ruột của tôi, dẫu rằng có nhiều các anh các chị là không nhận vì lý do gì đó, và tôi tôn trọng. Vâng, chị Hạnh Phạm là ở trong cái chuyện gọi là biểu tình gọi là biểu tình dữ dội ở Sài Gòn, ở Biên Hòa Sài Gòn, và chị Hạnh Phạm cùng với khoảng 15 16 các anh chị em tại vùng Hồ Nai là bị án từ 4 năm cho tới 6 6 năm 8 năm. Đâu đó đối với tôi đó, đó cũng là một nỗi niềm, vừa là buồn mà vừa là hạnh phúc, bởi vì chúng tôi thế hệ của những người ngày hôm nay ngoài 50 đến 60 tuổi, ít hay nhiều chúng tôi cũng còn giữ được những cái ước muốn của cha ông khi bỏ xứ Bắc để đi vào Nam, tức là làm cuộc di cư năm 1954 với cái giá trị của sự tự do. Ít hay nhiều chúng tôi cũng đã là những người giữ được một phần nào đó cái tính cách của những người đi trước, của cha ông của chúng tôi khi đã phải bỏ quê hương đất Bắc để làm cuộc di cư vào Nam năm 1954. Trên này có chị Lan Nguyễn, hình như chị Lan Nguyễn cũng là
người người Hồ Nai, mà hình như là Hồ Nai 4 thì phải, Trà Cổ. Tôi nhớ không lầm là như vậy. Mà nói đến vùng Trà Cổ thì chúng ta từ những năm 1900, lúc đó là tôi chuẩn bị ra tù, tức là năm 1987, 86, 87 là ở Trà Cổ có một cái cuộc biểu tình rất lớn, cái vùng Trà Cổ, vùng Hồ Nai 4 có một cuộc biểu tình rất lớn. Điều đó ít hay nhiều đó nó cũng nhắc cho anh em, cho chúng ta hiểu rằng cái giá trị của sự tự do đó, mà những người đi từ Bắc vào trong Nam đó, là nó vẫn tồn tại trong tâm hồn của chúng ta, nó vẫn còn tồn tại trong tâm hồn của nhiều người, và nó chờ một cái cơ hội thuận tiện thì nó sẽ trở lại. Vâng, xin chào anh Đông Phan. Anh có nói là giọng anh Thành bây giờ nghe rõ hơn cách đây mấy năm trước. Chúc mừng anh. Tôi cũng không hiểu là tại sao. Tôi nghĩ là cái đó cũng là một phần là cái kỹ thuật của máy móc bây giờ nó khá hơn. Cũng như là cái thực ra cái giai đoạn năm, tức là cách đây 3 năm 4 năm, tức là 2011 2012 không 2019 2019 2020 là rất là khó, các cái vấn đề âm thanh, các vấn đề kỹ thuật đó là bị can thiệp rất là nhiều. Cho nên đó là nó có những sự giới hạn về kỹ thuật. Bây giờ thì tương đối rồi. Nhất nữa là trong khoảng cách đây từ 3 đến 4 tháng là cái hệ thống Meta của Facebook tương đối, đâu đó tôi coi như là họ đã đang đang tìm cách đảo chiều cái quan điểm của người lãnh đạo Meta, đã có những sự thay đổi trong khoảng thời gian khoảng 3-4 tháng trở lại đây. Và tôi hy vọng rằng trong tương lai gần sẽ có nhiều những sự thay đổi như thế, tức là mang tính cách tích cực. Ồ, trong này có anh Trương Minh Tuấn. Vâng, xin chào anh Trương Minh Tuấn, cũng là một gọi là một ông già tranh đấu của vùng hướng này. Tôi với anh Tuấn lại là cùng mài đít chung trong một lớp ở trường Thánh Tông, Sacré-Cœur của Linh Mục Sâm. Tôi nhớ không lầm là Linh Mục Nguyễn Văn Sâm. Rất tiếc là tôi với anh Tuấn thì chỉ có gọi là cùng nhau gọi là mài quần trong một cái lớp học là năm tức là sau năm đệ thất, gọi là lúc bây giờ bắt đầu là gọi là lớp 8. Rồi sau đó tôi phải đi về một cái trường khác, tức là năm 75 là đi về một cái trường khác. Thì rất là cảm ơn, chúng ta là những người cùng ở một cái vùng ít hay nhiều nó gắn bó chặt chẽ đối với giai đoạn lịch sử cận đại, đó là vùng Hồ Nai, miền Bắc, người miền Bắc di cư vào. Và ngày hôm nay chúng ta có ít hay nhiều, tức là 4 đến 5 người anh em chúng ta, những người mang cái gọi là mang cái bàn chân, mang cái vết chân, mang cái vết bước của những người bỏ Bắc vào Nam. Một ngày năm tư cha bỏ quê lánh Bắc vô Nam. Vâng, thưa các anh chị em, lịch sử đã cuốn chúng ta vào những cơn sóng nghiệt ngã, và ngày hôm nay chúng ta có những anh chị em gọi là Hồ Nai, vùng Hồ Nai cũng có những người cùng trường, có những người cùng lớp,
chúng ta mỗi một người đang ở một phương rất là khác biệt đối với nhau. Tôi rất muốn được về quê hương của mình, sống tràn hòa cùng với các anh chị em, dù nó đau khổ. Và đó cũng là lý do mà chúng tôi sẽ có một đứa con sẽ ra đời tại Việt Nam. Dù rằng mẹ của đứa con của tôi là mang quốc tịch Pháp, nhưng chúng tôi chọn đứa con sẽ sinh ra trên trên đất nước của mình. Đối với tôi, nhìn cái tình hình của cái cộng đồng của người Việt Nam, lớp trẻ sinh ra ở nước ngoài, khắp Âu Châu, khắp Mỹ Châu, và đâu đó nó có những điều làm cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tầng lớp sinh ra trên xứ người đó có rất nhiều sự học hành, có rất nhiều sự văn minh, nhiều sự tiến bộ, nhưng không thể phủ nhận rằng cái tấm lòng tha thiết đối với đất nước đó là các em không có gắn bó, tức là không có chết sống được. Cái suy nghĩ, cái tinh thần không thể là có được một cái thái độ gọi là chết sống đối với đất nước của mình. Đó là lý do sau cái chuyện vaccine mà anh em chúng tôi coi đó là một sự hiểm nguy rất lớn đối với dòng sinh mệnh dân tộc về vaccine COVID. Cho nên những người không mang vaccine và những người cật lực dùng những cái phương thuốc đặc thù của Á Châu, thảo dược, để khống chế cái sự tiêu cực của vaccine COVID, là một nhóm chúng tôi đã quyết định sẽ như là một sự dâng hiến đối với đất nước, như là một sự dâng hiến đối với tương lai của dân tộc. Và chúng tôi quyết định có những đứa con, dẫu rằng chúng tôi đối diện với vô vàn những vấn đề đau xót, nhưng đã quyết thì chúng tôi sẽ làm đến cùng, sẽ thực hiện đến cùng. Và hy vọng rằng những đứa trẻ đó, những đứa con của chúng tôi sẽ đóng góp được vào sự trường tồn của dân tộc một cách tích cực. Cảm ơn chị Hạnh Phạm. Chị Hạnh Phạm có comment lên đây. Nhìn thấy anh thì trước tiên là tôi thở phào nhẹ nhõm. Vâng, cảm ơn chị Hạnh Phạm. Chúng ta chưa chết được đâu. Chúng ta chưa chết được đâu. Vâng, chị Lan Nguyễn, tôi nhớ không lầm mà chị Lan là người Trà Cổ. Hóa ra chúng ta đang có mặt trên diễn đàn với nhau trong một cái live stream nho nhỏ, và có tới khoảng 6 anh chị em là mang cái tên Hố Nai. Hố Nai, Hố Bò. Và đặc biệt trong cái vùng Hố Nai đó có một cái anh chàng gọi là Đồng Lách. Nói đến Đồng Lách, vâng, thuở tôi còn đi học là nhiều khi xấu hổ là tại sao, tại vì nhiều người cũng là di cư đó, nhưng mà ở ngoài vùng gọi là vùng Thái Bình, vùng Trại Thái Bình ấy, thì cứ nhìn về Đồng Lách là nhìn về những người chân lấm tay bùn, tức là nhìn về những người là tay móng tay đỏ quạch ấy. Ở vùng Phèn mà, cánh đồng Phèn, các ông, các bà, các chị, đặc biệt là các chị là mò cua bắt ốc, nghèo lắm, mà quê tôi nghèo lắm.
Thế các chị đi bắt cua, bắt cua cho nên móng chân móng tay thì nó là rộng phèn mà, cho nên nó đỏ quạch hết. Và nhiều khi nó là tôi bị trêu là nghề Đồng Nách đại khái là quê mùa nghèo nàn và móng chân móng tay lúc nào cũng sơn đỏ loẹt. Lúc đó có những lúc tôi tủi thân. Nhưng đến khi 17, 18 tuổi lăn vào cuộc tranh đấu đi khắp nơi hết đó, của miền Nam biết thì lúc đó mình mới thấy thương cái nơi mình đã sinh ra. Thương đến vô cùng. Bởi vì hiếm khi có các anh chị em nào sống trong vùng bom đạn như chúng tôi. Nó không xa thành phố bao nhiêu, nó cách Hồ Nai có khoảng chừng 3 cây số. Và gọi là vùng giao tranh thì chừng 4 cây số thôi. Những vùng giao tranh đó, những vùng bom đạn đó là tuần nào cũng có giao tranh hết. Và những cái phi vụ bỏ bom là táng là bùng binh ấy, tức là tuần nào cũng không thiếu, nghe không có tiếng bom là ăn cơm không ngon, tức là tuần nào cũng ít nhất là 2 buổi chiều hoặc là 2 buổi sáng là bom nổ ầm ầm ầm. Rồi cái ngày 28 tháng 4 năm 1975 đó là tôi rời khỏi làng khi mà khói pháo dày đặc ấy. Tức là khói pháo vần vũ trên đầu của mình, tức là pháo kích bắn từ vùng núi Chùa, bắn từ vùng chiến khu D, từ những cái dãy đồi chuối để bắn qua cái gọi là đồi pháo binh để bắn vào phi trường Biên Hòa, là bắn khá là bùng binh, tức là khói pháo rất bay rất sát, tức là nó ngày 28 là rời, có lẽ là gia đình tôi rời cuối cùng, là những người rời cuối cùng khỏi làng. Nguyên tắc thì tôi và bố tôi là quyết định là bám làng, không có, tức là sống chết cũng ở làng. Lúc đó nó có linh mục Nguyễn Duy Nhật của Biên giáo xứ Lại Ổn, thì linh mục Nguyễn Duy Nhật có lẽ sau gia đình tôi đó, thì là linh mục Nguyễn Duy Nhật là người cuối cùng rời khỏi cái Đồng Lách. Tôi nhớ lúc đó là Nguyễn Duy Nhật còn 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 nhìn cái hố đào, cái gọi là cái hầm cá nhân của tôi đào ngay trước cửa. Nhớ là tôi 15 tuổi nhưng mà tôi sử dụng súng là tuyệt vời. Từ carabine cho tới AR-15 và XM-16 là thì đó là lần cuối cùng tôi trong cái bầu trời lửa đạn đó, là nhìn thấy hình ảnh của vị linh mục. Một vị linh mục hết sức đáng quý, đáng trọng. Đó là linh mục Nguyễn Duy Nhật. Và sau này thì cũng ít người biết, cho nên tôi gọi là hôm nay là live stream trải lòng. Live stream trải lòng. Thì linh mục Nguyễn Duy Nhật là người năm 1977 thì có giới thiệu tôi vào trong một cái gọi là cái lực lượng của linh mục Nguyễn Văn Vàng. Lực lượng của linh mục Nguyễn Văn Vàng lúc đó gọi là phong trào kháng chiến liên tục. Và gần 1 năm sau thì linh mục Nguyễn Duy Nhật bị bắt, và bắt hết sức là thê thảm. Okay, chờ tôi một chút xíu nhé. Có cái hiện tượng bất thường. Okay. Anh chị em đợi tôi một chút xíu. Âm thanh sẽ không được mạnh nữa. Bởi vì có một cái dấu hiệu không có ổn định lắm, cho nên tôi buộc lòng phải thay cái hệ thống cái âm thanh khác.
Vâng, tôi là một trong những người có lẽ là trẻ nhất của cái phong trào kháng chiến Liên Tôn ở cái vùng Biển Đông, đặc biệt là vùng Hôn Hai Giới Kiệu. Và những người lãnh đạo rất là xứng đáng, các linh mục của tôi, cái giai đoạn đó của chúng tôi, giai đoạn đó hết sức là xứng đáng. Linh mục Nguyễn Văn Vàng sau khi bị bắt và bị xử chung thân ấy, thì có bị giam giữ tại trại Xuân Phước, tức là trại A20 Xuân Phước, Phú Yên. Và năm 1986 thì ngài đã chết trong buồng cùng, chết trong tư thế bị cùng. Trại đó có một số linh mục cũng bị thê thảm, chết trong buồng cùng, đặc biệt linh mục Nguyễn Luân, của người Cam Ranh. Xin lỗi các anh chị em nhé. Đi vào. Nói gì? Vâng, tôi sống, xin lỗi các anh chị em nhé. Bị ồn ào, sống cùng với mấy con chó, 5-6 con chó. Mấy con chó thì hay bị ghen, mấy con ngựa. Ở đây có 3 con ngựa đua. Người ta không có còn đua nữa, mà người ta nuôi, gọi là nuôi làm cảnh. Vâng, xin chào anh Nguyễn Ninh. Anh Nguyễn Ninh xác định là anh Nguyễn Ninh ở Bình Dương. Anh Nguyễn Ninh là hố bom. Hố bom? Ủa, nó có một cái địa danh gọi là hố bom hay sao? Nó có một cái vùng ở Hồ Nai, nó gọi là vùng Tràng Bom. Tràng Bom chứ không phải Tràng Bơm. Tràng Bom. Thì cái vùng Hồ Nai 4 của chị Lan Nguyễn này là sát bên cạnh vùng Tràng Bom. Tôi nghĩ là Tràng Bom, Tràng Bom chứ không phải là hố bom. Anh Sơn Thực Khúc có cầu mong nên đây là từ từ sẽ có ánh bình minh trên quê hương Việt Nam mình. Thưa chịu. Xin cảm ơn anh. Trương Minh Tuấn, chỗ các anh biệt kích 81 đó tự sát. Cảm ơn anh Trương Tuấn. Anh nhắc một cái sự kiện hết sức ấn tượng, hết sức gây xúc động cho tôi. Anh có còn mang lên chỗ các anh biệt kích 81 nó tự sát, tôi vẫn thường đi qua. Mai sau này anh có dịp trở về, tôi sẽ đưa anh đến chỗ đó. Sẽ về chứ anh. Sao mà không về được. Nghe hứa rồi nha. Chị Lan Nguyễn có đề cập đến nhà thương Thanh Tâm. Rất là tốt. Vâng, nhà thương Thanh Tâm. Tôi là một học sinh học rất dở. Thì mất căn bản cho nên học rất dở. Cho nên là những buổi trưa là tôi hay vào trong cái nhà thương Thánh Tâm. Nhà thương Thánh Tâm rất nhiều cây, đặc biệt là cây cao su. Không biết bây giờ có còn hay không. Cái thời của tôi, thời 1970, thời 1975, kể cả là sau này, trước, tức là cho tới trước khi tôi đi vượt biển, tức là năm 81-82, là có dịp về hôm nay là tôi lọ mọ vào trong nhà thương Thánh Tâm đó. Rất yên tĩnh. Tôi là một đứa trẻ bị nội tâm sớm, sống nội tâm sớm, cho nên nhà thương Thánh Tâm nó họ kiến trúc nó có những cái dãy nhà rất là dài và những cái hành lang có mái che rất rộng và rất dài. Chung quanh là toàn là cây cao su thôi,
cây cao su cả 100 năm, 200 năm. Và cực kỳ là yên tĩnh. Không biết bây giờ có còn là như vậy hay không. Cảm ơn anh chị đã nhắc. Vâng, cảm ơn anh Trương Minh Tuấn. Nó có những chuyện chúng ta không thể nào quên được. Và nó làm động lực cho chúng ta sống. Anh Khải Nguyễn có còn mong lên đây là chỉ mong một ngày đẹp trời anh trở về đất mẹ. Chắc chắn chứ anh. Chắc chắn. Và ngày đó không xa được từ anh. Mà cái linh cảm của tôi và những cái nhận định của tôi nó đến rất gần rồi. Và dĩ nhiên tôi không nghĩ rằng đó là một cái sự nhận định hay là những cái cảm quan tếu đâu. Một cái cảm quan của một người đi vào cuộc đấu tranh này bằng trọn vẹn niềm tin của mình. Tôi đi vào cuộc đấu tranh này là trước hết là vì tôi là người Công giáo. Tức là trước hết là vì tính công bằng, về đức tin công bằng, về đức tin và về sự công bằng, cũng như về cái truyền thống mà cha mẹ mình đã đi từ Bắc vào Nam mang cái ý thức về sự tự do. Ban đầu là tôi hoàn toàn đi vào cuộc đấu tranh bằng như vậy. Động lực Công giáo Việt Nam. Với một cái sự chân thành như vậy thì tôi nghĩ rằng những đấng thiêng liêng không phụ lòng đối với chúng ta. Và các đấng thiêng liêng sẽ cho chúng ta được cảm nhận thấy một số những cái tín hiệu nó làm cho chúng ta đủ sức, đủ can đảm để chúng ta tiếp tục cái hành trình vốn dĩ nó đã quá dài của chúng ta rồi. Bởi vì thực tế thì tôi muốn buông bỏ từ lâu rồi, cả hàng chục năm rồi. Nó bi ai quá, nó dài dẳng, nó tang thương, nó thiệt thòi quá nhiều, nó mất mát quá nhiều. Nhưng có những lúc mà mình gục đầu xuống thì một hai ngày mình lại tự lấy tay mình lắp cái đầu mình lại để mình đi tiếp. Thì tôi nghĩ là khi mà như vậy đó thì những người đã khuất cũng như các đấng thiêng liêng sẽ bên cạnh chúng ta để cho chúng ta thấy được những chỉ dấu tích cực. Chị Lan Nguyễn có còn mong đây là người dân Đồng Nai, đa số là Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nghĩ là nó đang diễn đến một cái hoàn cảnh lịch sử mới. Và cái hoàn cảnh lịch sử mới đó, nó đang dần xóa nhòa đi một số những cái khái niệm mang cái tính cách cục bộ, mang cái tính cách cực đoan. Đó là sự cực đoan của Cộng sản hay là sự cực đoan của điều gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nghĩ điều này đang rất cần thiết để chúng ta cùng nhìn nhận với nhau. Vì chúng ta đang có một cái cơ hội để có thể, tức là cắn răng nhau lại, nghiến răng lại để bắt tay với nhau. Bắt tay trong sự nghiến răng ra nước mắt. Tôi đang hình dung ra chỗ đó. Bởi vì không phải rằng người miền Bắc di cư luôn luôn đúng. Không phải rằng người Việt Nam Cộng Hòa chúng ta luôn luôn đúng. Và không phải rằng những người đã từng theo mặt trận giải phóng miền Nam họ luôn luôn sai. Mới đây đó, có cái hiện tượng anh Trần Huỳnh Duy Thức được trả tự do. Tôi để trong ngoặc kép cái cụm từ chữ trả tự do. Và chúng ta thấy một số những tấm hình xuất hiện ba người của nhóm của anh Thức, trong đó có ông Lê Công Định và anh Lê Thăng Long.
họ bắt tay nhau một cách tôi gọi là tha thiết. Và đại khái là họ nói rằng họ không có xa nhau được. Tôi nghĩ là trong đây, tôi nghĩ cái tấm hình đó nó đang làm cho chúng ta suy nghĩ nhiều lắm. Nó đang làm cho chúng ta cần phải nhận diện lại tấm lòng của chúng ta đối với đất nước nhiều lắm. Bởi khi mà chúng ta thật sự đặt tấm lòng của chúng ta trước cái viễn cảnh của đất nước, trước nỗi đau của đất nước thì tất cả những nỗi đau còn lại của cá nhân với cá nhân nó không là cái gì cả. Nó thành rất là nhỏ bé. Trong thời gian 2 tuần lễ vừa qua, 3 tuần lễ vừa qua, tôi đã đến gần và ôm lấy một người anh em của tôi. Và sự ôm lấy đó, có rất nhiều những anh em tại Paris đó là gọi là mồm chữ A, mắt chữ O. Bởi vì nghĩ rằng anh em chúng tôi không thể nào có thể ôm nhau được nữa. Chúng tôi là những người từng tù đầy chung với nhau. Nhưng chúng tôi đã thực hiện được nhiều lắm. Sai lầm, ai cũng có những sai lầm cả. Vấn đề chiến lược, vấn đề chiến thuật, mỗi một người đều có những cái đúng và có những cái sai. Cái vấn đề là chúng ta có thật sự đến một lúc nào đó thắng cái tấm lòng riêng của mình lại, cái cảm xúc riêng của mình lại, để mình ôm lấy nhau những người mang chung một hoài bão, dẫu rằng chúng ta có những cái đau đớn về cái hành trạng hoạt động. Cho nên cái hình ảnh của 3 người của ông Trần Huỳnh Duy Thức, tôi nghĩ đó là một cái thông điệp để cho chúng ta cần phải tự trưởng thành hơn. Đó là vấn đề những người cùng chung hoạt động, cùng chung tổ chức, cùng chung mô hình, cùng từng gọi nhau là đồng chí, là chiến hữu. Xa hơn nữa, vấn đề đồng bào, vấn đề nhân vật. Chưa bao giờ chúng ta có một cái cơ hội như ngày hôm nay chúng ta đang có. Và nếu chúng ta giữ cái thái độ cực đoan đó, là chúng ta bỏ mẹ chúng mày, vứt mẹ chúng mày đi, chúng mày đã là cộng sản thì tao đéo chơi với chúng mày, đừng có nói chuyện bắt tay. Nhưng nếu chúng ta cứ mãi cực đoan như vậy thì ai sẽ là người thiệt thòi nhất? Những đứa sẽ sinh ra, những đứa con của chúng ta sẽ sinh ra, đang lớn lên. Và sẽ sinh ra, nó là những đứa thiệt thòi nhất. Bởi vì chúng nó sẽ là những đứa mù lịch sử. Nếu như ngày hôm nay không có những người dám can đảm ôn lại lịch sử bằng máu và bằng nước mắt của nhau, nếu không có người ôn lại lịch sử, viết lại lịch sử bằng máu và nước mắt của nhau đó, của cả những người gọi là chiến thắng lẫn những người thất bại, vì tiền đồ của Tổ quốc, vì tiền đồ, vì nhân văn của dân tộc, không có cái lớp người đó là thì thế hệ tương lai sẽ mù lòa. Mù lòa về lịch sử, mù lòa về nhận thức, thậm chí mù lòa về đạo lý. Chúng ta thời gian vừa qua, chúng ta có cơ hội để chúng ta nhận ra sự mù lòa về đạo lý của chúng ta, sự mù lòa về nhân văn của chúng ta. Đó là hiện tượng ông Sư Minh Tuệ. Hiện tượng của ông Sư Minh Tuệ nó làm cho chúng ta nhìn thấy một cái lỗ hổng rất lớn về nhân văn trong cộng đồng dân tộc của chúng ta. Nó làm cho chúng ta nhìn thấy rõ một cái lỗ hổng, tôi gọi là lực lượng tâm linh, là bát nháo ấy. Tổ quốc nào, quốc gia nào cũng vậy, luôn luôn phải có một lực lượng tâm linh. Trong khi Việt Nam của chúng ta, lực lượng tâm linh của chúng ta là lơ láo. Các ông, các bà, các gọi là sức lực về tâm linh, các cái mãnh lực về tâm linh là đang lơ láo. Lơ láo là bởi vì chính những người Việt Nam đang sống ngày hôm nay đó, là lơ láo. Chúng ta không biết thờ thần nào cả. Chúng ta không biết thờ Chúa nào cả. Chúng ta không biết thờ Phật nào cả. Cái hiện tượng của ông Minh Tuệ nó cho chúng ta nhìn thấy vấn đề đạo lý của dân tộc của chúng ta, đặc biệt là Phật giáo, là năm cha ba mẹ, đầu voi đuôi chuột, đít khỉ đầu chó.
Khi chúng ta nhìn ra như vậy là chúng ta thấy cái lỗ hổng rất lớn, cực kỳ lớn về lực lượng tâm linh. Khi những người còn sống mà sáng đó, thì mới có một cái năng lực để tạo cơ hội cho lực lượng tâm linh phát huy được sức mạnh của họ để gìn giữ non sông Cẩm Tú. Nếu những người còn sống, đang sống mà lơ láo thì lực lượng tâm linh nó giống như cái cỗ xe có bốn bánh vậy đó. Chạy ào ào có bốn bánh vậy đó, có xăng chạy ào ào vậy đó. Nhưng nó không có bánh lái, cho nên nó chạy xà quần. Lúc thì lên núi, lúc thì xuống sông, xà quần như vậy. Đất nước Việt Nam của chúng ta 80 năm qua là chạy xà quần như một cái cỗ xe bò mà con bò bị bịt mắt. Kéo đằng trước là con bò bịt mắt. Cho nên chúng ta cần phải nhìn đó. Cho nên cái câu chuyện của Sư Minh Tuệ, đối với tôi, bản thân tôi, câu chuyện của ông Sư Minh Tuệ là câu chuyện cực kỳ quan trọng. Nó làm cho chúng ta thấy rằng lực lượng tâm linh của chúng ta bị mù. Phật giáo là một tín ngưỡng, là một lực lượng ngưỡng thần về tâm linh quan trọng nhất tại Việt Nam. Mà chúng ta không thể không, tức là không thể che mắt chúng ta được rằng Phật giáo Việt Nam là mù lòa. Trong vòng 70-80 năm qua, Phật giáo Việt Nam là mù lòa và dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi vào con đường mù lòa. Lực lượng công giáo không đủ sức để dẫn dắt dân tộc Việt Nam. Lực lượng công giáo chỉ có thể đổ thêm ít xăng cho cái cỗ xe đó chạy mà thôi. Hoặc là làm cái nhiệm vụ vá bánh xe khi bánh xe bị nổ. Bởi vì lực lượng công giáo tại Việt Nam không có đông đảo, không nhiều. Ban nãy anh chị đề cập đến lực lượng hôm nay là lực lượng chống cộng, là lực lượng quốc gia thế này thế nọ. Nhưng khi mà bị trở thành một ốc đảo, cái hình ảnh của vùng hôm nay gọi là huyện Thống Nhất đó, năm 1975 cho tới năm 1984-85, tức là trong vòng 10 năm đó là một ốc đảo. Những người cầm quyền của chế độ Cộng sản đã làm ra cái ốc đảo đó, gọi là cái ốc đảo, gọi là huyện Thống Nhất. Và khi mà đã đặt vào trong cái ốc đảo như vậy thì cái ốc đảo đó không thể nào có được sức mạnh cả. Tôi là những người hoạt động trong cái ốc đảo đó và chạy ra chạy vào giữa Sài Gòn với vùng ốc đảo đó cũng như với vùng Nha Trang. Tôi hiểu rất rõ cái sự bế tắc của ốc đảo nó như thế nào. Cho nên các cái vùng công giáo di cư đó là trở thành ốc đảo hết. Cho tới khi nhà cầm quyền họ tạo ra được một cái lực lượng linh mục không như những lực lượng linh mục như ban nãy tôi đề cập đến, các cái linh mục như linh mục Nguyễn Văn Vàng, linh mục Nguyễn Luân hay là linh mục Nguyễn Duy Nhật, hoặc là các linh mục của dòng Đồng Cung. Khi họ bằng cách này hoặc bằng cách khác đã rút móng được, nếu gọi là sự nguy hiểm, tức là móng vuốt của công giáo bằng hàng ngũ linh mục. Và có khó không khi gọi là rút móng của, tức là gọi là sức mạnh của lực lượng công giáo bằng hàng ngũ linh mục. 20 năm là họ đã làm được, gọi là đã thành toại đã thành công cái chuyện. Tức là từ giai đoạn năm 1980 tới năm 2000 là họ đã thành công. Biến cái đội ngũ linh mục của lực lượng công giáo thành một đội ngũ linh mục đầu voi đuôi chuột. Tôi nói điều này các anh chị em có buồn không? Có giận không? Tôi chịu. Các anh chị em giận tôi chịu. Hầu hết các linh mục ở Việt Nam, rất nhiều các linh mục sang bên này du học, tức là tu nghiệp, tức là du học, gọi là du học ở bên này, bên Paris, thừa sai, với hội thừa sai của Paris. Và tôi gặp rất nhiều,
có rất nhiều các anh không biết tôi là ai. Tôi gọi các anh, tôi không gọi là các cha. Và đối với bản thân tôi cũng không xa lạ gì với hội thừa sai của Paris. Tôi nói là những cái quan hệ của chúng tôi là cực kỳ là mật thiết đối với linh mục Maïs, tức là linh mục Đỗ Thành Mai. Maïs là làm linh mục người Pháp có mặt tại Việt Nam ở giai đoạn năm 1970 và bị tù cùng với anh em chúng tôi cũng khoảng 3 năm ấy. Và khi về Paris là đương nhiên chúng tôi tiếp cận và làm việc chung với linh mục Maïs của thừa sai Paris. Và ngài ở những cái vị trí trọng yếu. Nhưng là ngay như cái chuyện tù tội của tôi, tức là những cái bản thông tin gửi từ trong nhà tù gửi ra hải ngoại là luôn luôn là trên bàn của ngài có một bản đặc biệt của tôi gửi từ trong nhà tù rồi. Và cái bạch thư của tôi viết từ trong nhà tù là có 4 người dịch chuyển ngữ ra, thì một cái bản dịch đi đến sớm nhất ở Liên Hợp Quốc lúc đó là bản dịch của linh mục của cha Maïs, của linh mục Đỗ Thành Mai. Và vì thế từ đó những qua những cái bản dịch về những bạch thư của tôi từ trại Ai Bươi Xuân Phước mà xảy ra cuộc điều tra của một cái phái bộ đặc trách về nhân quyền tại Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam năm 1998, năm 1994. Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta vừa mới bàn với nhau là qua cái chuyện gọi là sự xuất hiện của nhà sư Minh Tuệ, nó đang làm cho chúng ta cần phải nhìn rất rõ về cái thảm cảnh mà dân tộc Việt Nam đang đối diện. Đó là cái thảm cảnh tôi gọi là lơ láo của lực lượng tâm linh. Hơn bao giờ hết chúng ta phải làm thế nào đó để giải quyết rốt ráo cái câu chuyện đó, tức là cái hành trạng lơ láo của lực lượng tâm linh. Muốn làm được điều đó, chính chúng ta phải bớt sân si, bớt thù hận nhau đi. Chúng ta phải tìm cách để hòa giải với nhau, hòa giải giữa những người mang khác niềm tin tôn giáo, để chúng ta thấy rằng, cần phải thấy rằng những lực lượng tâm linh họ rất cần chúng ta sự quan hệ với nhau, sự tôn trọng lẫn nhau trong đời sống nhân văn của chúng ta. Không có ông nào là lãnh tụ cả, không có tôn giáo nào là lãnh tụ cả. Chúng ta đã bị dẫn dắt rất nhiều, đặc biệt những người công giáo mang niềm tin công giáo, ảnh hưởng, chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều vào giáo triều Vatican. Và giáo triều Vatican không phải là lúc nào họ cũng đúng cả. Cho nên chúng ta bảo rằng Chúa của chúng ta là Chúa cả trên trời. Chúa của chúng ta là tuyệt đối đúng, là tuyệt đối lãnh tụ, là tuyệt đối lãnh đạo. Với cái sự tìm hiểu, với sự tầm hiểu của tôi thì Đức Giê-xu không nói là như thế, mà là do thế quyền tạo ra một cái suy nghĩ như vậy để bảo chứng cho những cái hành vi gọi là đi xâm lăng các cái quốc gia khác, các cái lực lượng khác, gọi là đi rao giảng, đi làm sáng danh Chúa. Nhưng cái đó, giờ này chúng ta đang nhìn thấy đó là những cái thế lực, thế quyền đã mặc áo thần quyền, đã kéo gọi là giáo triều Vatican vào một cái quỹ đạo phục vụ cho quyền lực cá nhân của lực lượng thế quyền của chiến tranh Việt Nam y chang như vậy. Các cuộc thập tự chinh y chang là thế. Cho nên
chúng ta hãy tìm lại đích thực những gì Đức Giêsu loan truyền. Căn bản cao trọng nhất chính là sự tôn trọng lẫn nhau, chính là sự bác ái, chính là sự công bằng, chính là sự huynh đệ. Thưa các anh chị em, song song với cái câu chuyện của Sư Minh Tuệ, chúng ta cũng nhìn ra cái câu chuyện gọi là câu chuyện bão tố vừa mới xảy ra. Và trong những tháng sắp tới, tôi nghĩ là trong 2 tháng sắp tới nó sẽ có nhiều những cái vấn đề của bão tố nữa. Và cái câu chuyện của bão tố nó làm cho chúng ta nhận ra cái sự bất lực của những kẻ cầm quyền, nó hết sức là cụ thể. Bao nhiêu những cái nguồn quỹ gọi là được vận động, được xây dựng, gọi là quỹ phòng hộ, quỹ bảo vệ, là quỹ phòng chống thiên tai. Nhưng đến khi thiên tai đến thì các cái quỹ đó đi đâu? Ồ, và chính những con người chân lấm tay bùn, chính những con người dân, những người dân là phải làm cái nhiệm vụ gọi là chia sẻ những đau đớn đối với những vùng bị bão lụt. Điều này nó làm cho chúng ta cần phải nhìn ra vai trò của kẻ cầm quyền. Cái thế lực cầm quyền, những người cầm quyền, họ không làm được đúng chức năng của họ là vì sự im lặng của chúng ta. Chứ chưa nói đến cái chuyện là họ có khả năng, họ có năng lực hay không có năng lực. Cho nên cái lỗi đầu tiên chính là lỗi đồng lõa của chúng ta. Chúng ta im lặng và đồng lõa đối với sự dửng dưng của họ, đối với sự tham ô, sự nhũng lạm của họ, sự vô trách nhiệm của họ. Và cả dân tộc ngày hôm nay đang đối diện với cái tình trạng đó. Cái câu chuyện thiên tai nó chỉ là sự báo hiệu để đối diện, dân tộc Việt Nam sẽ phải đối diện với vô vàn những thứ biến động, biến chuyển lớn lao khác. Không phải chỉ có dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh sắp tới, 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng và 1 năm sắp tới, nó sẽ liên tiếp những sự biến động xảy ra. Những sự biến động đó nó xảy ra từ lòng tham của chính con người, từ những lực lượng đã gọi là làm được cái nhiệm vụ gọi là thống trị loài người. Với những cái kỹ thuật này, với những cái kỹ thuật nọ đó, họ đã trở thành những thế lực quỷ ma. Và không ăn được thì họ đạp đổ. Và một trong những cái cách đạp đổ đó là tạo ra những chuyện phong ba bão táp. Cái hiện tượng trận phong ba bão táp vừa mới xảy ra tại Mỹ, tại Florida. Những người gọi là có cái tầm hiểu biết gọi là sâu về những sự kiến tạo của những cái tầng biến đổi để đưa đến bão tố đó, là họ đã đặt rất nhiều những vấn đề. Nó có sự nhân tạo trong đó. Cái cục diện tại Việt Nam y chang. Tại sao chúng ta bị lụt lội? Tức là bão không đến nỗi nào nó mạnh lắm. Nhưng mà tại sao sự lụt lội khủng khiếp đến với dân tộc của chúng ta như thế? Và toàn là đến với vùng cao. Nó làm cho chúng ta nhìn ra cái năng lực quản lý của những kẻ cầm quyền. Không phải là Việt Nam không, mà Tàu cũng thế. Chúng ta nhìn như thế nào về bao nhiêu những cái đồi trọc, bao nhiêu những cái rừng hoang của chúng ta, tức là rừng nguyên sinh của chúng ta bị cạo trọc lóc ấy. Bao nhiêu những cái tầng gọi là tầng thủy lợi, và bao nhiêu những cái gọi là hầm hố. Bây giờ tôi nói thẳng ra, tôi không tin những cái chuyện gọi là bullshit Tây Nguyên là họ chỉ đào lơ phơ trên mặt. Không. Bao nhiêu những con đường hầm ngầm mà nó đào ở bên dưới để nó không phải là nó lấy titan, không phải là nó lấy bauxit, nó lấy những cái thứ
Nó hơn bauxit đến ngàn lần. Nó quý hơn bauxit đến ngàn lần. Chứ còn nếu mà bảo rằng nó đào để nó lấy bauxit thì ngã chúng nó điên đến, gọi là điên đặng điện. Bởi vì với cái sự bỏ ra vốn liếng bỏ ra để khai thác bauxit ở Tây Nguyên rồi đem về tàu đó, thì chỉ có thằng điên nó làm thôi. Bởi vì nó không được đồng lời nào cả. Vậy thì cái gì nó ở dưới lòng đất? Và những cái sự sụt lún thế này thế nọ, những cái chuyện gọi là chuyện phá đập, chuyện vỡ đê thế này thế nọ, nó liên tiếp nó xảy ra như vậy, nó là một cái hiện tượng hoàn toàn bất thường. Và tôi lặp lại, không phải chỉ có Việt Nam, thằng Tàu cũng thế. Là cái hệ thống, gọi là cái hệ thống tư duy cộng sản, cái quán tính cộng sản nó làm ra như thế, nó cạo trọc lóc hết, hết rừng rú, hết gọi là những cái sự thiên nhiên, phá tàn phá thiên nhiên như vậy, và phải nhận hậu quả thôi. Và chuyện đó nó không nhỏ. Các cái hệ thống thủy điện cũng vậy, các cái hồ thủy điện của Việt Nam cũng thế. Nó có thật sự là cần thiết những cái hồ thủy điện như vậy? Việt Nam gió là lu bù, Việt Nam nắng là lu bù. Tại sao không khai thác những gọi là năng lực của điện gió, năng lực của tức là rất nhiều những cái thứ để có thể thay vì là cào đất phá rừng đắp đập lu bù hết. Khi mà chúng ta đắp đập như vậy, chúng ta can thiệp vào cái lượng nước, chúng ta can thiệp vào gọi là những cái tầng lún, những tầng nén, nó trái đất nó giống như cơ thể của chúng ta. Chúng ta nằm trên cơ thể của chúng ta mà chúng ta để người ta để bụng của chúng ta cả hàng tạ gạo đấy, thì làm sao mà chúng ta không phản ứng, làm sao mà chúng ta không dãy giụa? Trái đất cũng thế thôi. Và bao nhiêu những cái hồ thủy điện như vậy. Và hồ thủy điện thì gọi là lực lượng điện của Việt Nam thì luôn luôn lỗ, luôn luôn báo lỗ. Tại sao nó lại kỳ quái như vậy? Điện đó là tự điện nó sinh ra, chứ đâu phải nó cần cơm, nó kéo, nó cần xăng, nó chạy thì nó mới ra điện đâu. Nhưng mà luôn luôn là báo lỗ, luôn luôn là bảo rằng là thất bại, bảo rằng là phải nhà nước phải đài thọ, phải tài trợ thế này thế nọ. Cho nên cái vấn đề của Việt Nam nó đang làm cho chúng ta phải nhìn lại mọi vấn đề. Mới đây nó có cái chuyện những người lãnh đạo của Việt Nam kéo bồ đoàn thư tử đi sang Mỹ. Nó là một cái câu chuyện đặc biệt. Bởi vì có bảo rằng là họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì việc gì là phải kéo cả bồ đoàn thư tử đi. Đặc biệt là một ông gọi là một đít hai ghế, là ông tướng công an làm một cái vai trò thủ tướng và đồng thời là cái vai trò chủ tịch nước. Cái gọi là cái chuyện nhất thể hóa đó, liệu nó có thể duy trì được hay không, gọi là một đít hai ghế, hoặc là xóa bỏ mẹ nó đi, giờ chỉ còn là chức danh thủ tướng thôi, không còn là bỏ cái gọi là bỏ cái chức danh chủ tịch nước đi. Nhưng nó là hết sức là khó khăn, bởi vì nó là một cái vết lầy rồi, nó là cái vũng lầy rồi, nó là cái vũng nhầy rồi. Đất nước Việt Nam gọi là được chiến thắng bởi những người không ra gì. Và những người không ra gì đó bất thành văn phải chia nhau. À, thằng miền Nam thì luôn luôn sẽ đâu đó là cái vị trí là thằng thủ tướng, phải giữ cái vai trò thủ tướng. Thằng miền Bắc là thằng tổng bí thư, thằng chủ tịch nước, hoặc là miền Trung, hoặc là thế này thế nọ. Tức là nó chia ra làm ba phiền, nó thành ra như là cái miếng bánh luôn luôn nó phải cắt ra ba miền như vậy. Và cái thằng làm tôi làm mọi nó luôn luôn là cái thằng miền Nam, thằng thủ tướng. Từ thời ông Võ Văn Kiệt cho tới cánh Nguyễn Tấn Dũng, hay là tức là các ông gọi là các ông thủ tướng như vậy. Và chúng ta nhìn thấy rất rõ
người dân miền Nam là e cổ làm để cho đâu đó là cho cán bộ miền Bắc hưởng. Tôi nói là cán bộ miền Bắc hưởng chứ tôi không nói đến dân miền Bắc. Ngay như cái chuyện lũ lụt ngày hôm nay, cái tính nhân văn, cái tính nhân bản của người phương Nam còn tồn đọng rất nhiều so với người phương Bắc. Điều này nó làm cho chúng ta nhìn thấy cái hiểm họa trong tương lai, đó là chúng ta sẽ mất hết đạo lý. Người dân miền Nam sẽ dần dần trở thành như là người dân miền Bắc. Và tại sao nó lại có cái quán tính mà chúng ta thấy lo ngại đối với người dân miền Bắc? Người dân miền Bắc không có xấu. Người dân miền Bắc không phải là chúng ta nhắc ra đây để chúng ta thành kỳ thị, nhưng chúng ta cần phải nhìn rằng cái nền giáo dục, nền tảng giáo dục nào thì nó sẽ un đúc ra cái tầng lớp nhân lực đó. Cái nền tảng giáo dục của miền Bắc từ những năm 1954 cho tới năm 1985-86 và tới 2000 tới ngày hôm nay, nó khác rất nhiều so với phương Nam. Cái nền tảng giáo dục ở phương Nam thời Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1950-54 kéo dài tới năm 1975, nó dù là ngắn ngủi chỉ có 20-22 năm thôi, nhưng nó đã tạo ra được một nền tảng căn bản về nhân văn để phù hợp với cái vùng đất của phương Nam, phù hợp với tính cách của con người phương Nam, để họ tự vệ được, phương Nam tự vệ được trong vấn đề nhân văn, trong vấn đề nhân bản, trong vấn đề căn bản, gọi là căn bản thiện của con người. Trong khi miền Bắc, đồng bào bị dẫn dắt vào thành một cái quán tính, gọi là quán tính nô lệ. Miền Bắc là quán tính nô lệ, chứ không phải là phương Nam. Trong khi ra rả miền Bắc, người miền Bắc cũng bị trôi vào trong cái ngôn ngữ rằng à, bọn miền Nam là bọn theo Mỹ, là nô lệ cho Pháp, nô lệ cho Mỹ. Trong khi ngày hôm nay chúng ta đang cần phải nhìn thấy thật rõ là cái vai trò nô lệ của người miền Bắc nó nặng hơn rất nhiều so với người phương Nam. Nô lệ tàu, kể cả là cái thái độ đâu đó là nô lệ thời Liên Xô, ngày hôm nay gọi là nô lệ Nga. Thực ra đó, Nga và Liên Xô ngày hôm nay nó tách bạch hoàn toàn, nó khác hoàn toàn. Thì chúng ta đang cần phải độc lập, tư duy độc lập, nhân văn độc lập và đạo lý đạo đức độc lập. Chúng ta đang cần nhìn thấy rằng chúng ta không có đạo lý. Việt Nam không có một đạo lý nào cả. Chúng ta hở ra được cái là chúng ta nhăm nhe chúng ta đi. Học là cũng nhăm nhe đưa con đi ra nước ngoài. Tức là chúng ta nhìn về nước ngoài nó thành một cái gì đó là nô lệ của, gọi là vong bản, mà chúng ta không chịu nhận rằng chúng ta đang vong bản, chúng ta đang sống rất vong bản. Và chúng ta nhìn những người từ hải ngoại quyết định đi về nước không phải với cái tính cách chiến đấu súng đạn nữa, mà là với tính cách xây dựng nhân văn từ những người bạn của mình, từ gia đình của mình, từ những người gần nhất của mình, để xây dựng lại cái nhân văn nó đang vỡ nát. Và chúng ta nhìn những người đó là những thằng điên, nhưng nó vẫn còn có những con người đó. Tôi mới tiễn một người bạn của tôi, họ đi về để làm nhiệm vụ đó. Và rất nhiều những cái gọi là tiếng này tiếng kia nói rằng cái thằng đó nó khùng, cái thằng đó nó tào lao bí đạo. Nhưng tôi trân trọng, ra phi trường không ôm nhau được. Tại vì cái cảm giác là mẹ ôm nhau nó sẽ mất nhau nữa. Tức là đâu đó nó là vĩnh biệt thôi. Ông đi. Chúng ta sẽ còn gặp nhau, và gặp nhau trên cái đất nước của tôi, trên đất nước của ông, chứ không phải trên cái đất nước này, trên cái xứ sở lưu vong này. Chúng ta có mấy người đã thấm cái nỗi nhục lưu vong, đã phẫn uất trong cái nỗi nhục lưu vong và hành động ứng xử lại với cái phản ứng lưu vong? Nó chưa đủ,
Nó đã có nhưng chưa đủ. Và nó cần trong cái giai đoạn này. Trong cái giai đoạn mà thế giới đang chuẩn bị chuyển mình. Tại sao tôi nói là trong thế giới đang chuẩn bị chuyển mình? Chúng ta nhìn gì về cái câu chuyện gọi là cuộc chiến tranh của Ukraine và Liên Xô. Và chúng ta nhìn như thế nào về cái vai trò của ông Zelensky tại Hoa Kỳ trong tuần lễ vừa qua? Đồng thời chúng ta cũng nhìn thấy ông gọi là ông tổng thống của chúng ta, tức là ông chủ tịch nước của chúng ta phát biểu gì, tiếp cận gì và được tiếp đón ra sao tại Hoa Kỳ. Những cái cuộc gặp chính thức nào và những cái cuộc gặp bát chính thức nào đã được công bố. Cái câu chuyện của Israel và cái câu chuyện của Palestine cũng vậy. Nó đang làm cho chúng ta nhìn thấy cục diện của thế giới. Nó đang đi vào một cái vụ nổ, tức là vụ nổ mới. Vụ nổ này nó không còn mang cái chuyện gọi là cộng hòa hay là dân chủ. Và vụ nổ này nó sẽ làm cho rất nhiều các quốc gia phải nhìn lại chính mình. Nước Mỹ đang có một cái tinh thần mới, đó là không mang tính thống trị nữa. Không mang cái tính là tao phải thống trị vũ trụ này, thế giới này, mà nó đang mang một cái tinh thần kêu gọi sự độc lập nơi từng quốc gia. Hãy trở về quốc gia của mình, hãy vun quén đất nước của mình, văn hóa của mình, nhân văn đạo lý của mình. Điều này nó khác với cái truyền thống của Mỹ suốt cả hơn 200 năm qua. Tức là dùng nước Mỹ là một cái phương tiện để thống trị thế giới. Và cái xu thế mới, cái xu thế kêu gọi sự độc lập, kêu gọi sự gọi là sự nhân văn thực sự, nó có thể thành công được hay không? Đối với tôi, đang có cái cơ hội thành công. Và nước Mỹ sẽ vĩnh biệt cái vai trò gọi là ông đầu sỏ, tức là cái vai trò bà đầm xòe của thế giới. Và khi mà cái vai trò bà đầm xòe của thế giới đó, tức là lãnh đạo thế giới đó, nó không còn nữa đó, nó buộc lòng nó phải lùi lại để xây dựng lên một cái tư thế cộng đồng chung, mang cái tính cách độc lập đa văn hóa chung của mỗi quốc gia, thì Việt Nam của chúng ta nó sẽ là sao? Nếu như chúng ta chỉ có một lực lượng gọi là lực lượng tương đối gọi là tiến bộ một chút xíu, đó là lực lượng lưu vong, coi lưu vong là chân lý, coi lưu vong là lý tưởng. Nếu chúng ta không có một lực lượng quay về, nếu chúng ta không có một lực lượng để xây dựng đích thực dân tộc của chúng ta, bản năng đích thực của, tức là độc lập của dân tộc của chúng ta, nếu không có những người ôm chặt lấy đất nước, ôm chặt lấy quê hương, ôm chặt lấy đạo lý của cha ông, thì 2 năm nữa chúng ta sẽ mất hết. Trôi vào trong vòng chuyển đổi thì chúng ta cũng bị trôi theo tàu thôi. Tàu lúc đó nó không phải là thằng tàu đỏ, nó không phải là tàu của Mao Trạch Đông đâu. Chừng 2 năm nữa, 3 cái thứ đỏ quạch nó chết mẹ, chỉ còn là dĩ vãng. Nó sẽ ra những cái mô hình mới, mô hình liên quốc mới. Nước tàu nó không còn là một nước tàu như ngày hôm nay nữa, ít nhất nó sẽ là 7 quốc gia. Và Việt Nam nằm như thế nào trong gọi là cái vòng 7 quốc gia đó? Liệu Việt Nam có thật sự là Việt Nam hay không? Chúng ta độc lập với cha ông của chúng ta, độc lập với tổ phụ của chúng ta hay không? Hay là chúng ta trôi nổi vào thành một thứ cái bang nào đó, một thứ ăn bám nào đó của thí dụ như là của ông Quảng Châu hay là ông Quảng Tây chẳng hạn. Cho nên đây đang là thời điểm quan trọng.
bản lề. Hãy nhìn kỹ vào cuộc bầu cử của Mỹ để chúng ta thấy cái bản lề nó đang hiện hình. Bản lề của lịch sử, bản lề của nhân văn, nó đang rất đĩnh đạc hình thành. Vấn đề là chúng ta có tỉnh táo để nhìn nhận ra hay không. Cái sự tỉnh táo, tôi xin nhấn mạnh là sự tỉnh táo nơi mỗi con người, nơi nhân văn của mỗi con người, nơi tự hào lịch sử của mỗi con người, nơi truyền thống của cha ông của chúng ta, nơi lực lượng, sức mạnh của lực lượng tâm linh của dân tộc Việt. Chưa bao giờ nó cần chúng ta phải tìm đến sức mạnh của lực lượng tâm linh Việt, Việt Nam đến như vậy. Bởi vì tự chúng ta đang thấy chúng ta nhỏ nhoi. Chúng ta thấy chúng ta nhỏ nhoi là bởi vì chúng ta không, tức là xung quanh của chúng ta là lơ láo hết. Nhìn ra anh bạn cũng lơ láo, nhìn ra qua cô bạn cũng lơ láo hết. Chúng ta bị mất niềm tin. Chúng ta bị mất lịch sử. Chúng ta bị mất đâu đó, mất cả tư duy của chúng ta. Cho nên chưa bao giờ lúc này nó cần chúng ta phải lắng đọng lại để nếu có thể ôm được nhau, phải ôm lấy nhau. Kể cả là những người đó là cộng sản. Vấn đề là chúng ta cùng nhìn thấy sự bế tắc. Những người cộng sản cũng phải nhìn thấy sự bế tắc và thành tâm, thật lòng tìm lại với những người đã từng đối lập đối với Đảng Cộng sản để chúng ta tìm con đường thoát trong danh dự của dân tộc Việt Nam cho bọn nhóc ạ, chứ không phải cho các ông, không phải cho chúng tôi, không phải cho các bà, mà là cho thế hệ đang lớn lên, thế hệ sẽ sinh ra. Đó mới đích thực là sự tỉnh táo, sự trưởng thành của một người Việt Nam trong giai đoạn ngày hôm nay, giai đoạn đứng trước bản lề. Đừng khớp mỏ mình lại để sợ hãi trước sự thật, cũng đừng ha hả hô hố cười cợt phỉ báng những người đang làm cái công việc gọi là hàn gắn lại những vết thương để tìm ra lối giải thoát cho dân tộc Việt Nam. Chưa bao giờ chúng ta đang có cái cơ hội tốt như bây giờ. Anh Nguyễn Quốc Huy, anh có còn mang lên đây là cộng đồng nội địa rất cần những bậc tiền bối có nhiều trải nghiệm và kiến thức sống giúp duy trì những giá trị tốt đẹp thuần Việt của cha ông chúng ta. Tại Việt Nam bây giờ toàn diện mọi giá trị bị phai mờ, dị tướng lai tạp làm cho con người ta ngày càng cô đơn trong tâm, cô độc trong đời sống, giữ gìn được vẹn toàn giá trị như vậy đó, thì mới là sự cần thiết. Vâng, xin cảm ơn các anh. Tôi nghĩ rằng cái lứa tuổi của các anh là kém chúng tôi khoảng 10 tuổi, nhưng thực ra cần phải nói là tư duy của các anh nó hơn tư duy của chúng tôi khi chúng tôi 50 tuổi rất nhiều. Cho nên đối với tôi đây là điểm sáng. Đây là điểm sáng của lịch sử, điểm sáng của cha ông đang thúc bách, đang đẩy chúng ta lại gần với nhau để chúng ta biết chấp nhận nhau, biết chấp nhận những dị biệt. Bởi vì nếu không chúng ta sẽ mất cái cơ hội này, sẽ vượt khỏi cái tầm tay của chúng ta cái cơ hội này. Cơ hội chuyển đổi của cả thế giới trong vòng 2 năm. Anh Nguyễn Khải có đề cập đến là Đồng Lách ngay đó, còn được gọi là Đà Lạt 2. Đà Lạt thì có núi đồi, Đồng Lách chỉ có một cái cánh đồng rất nghèo, có một con suối dẫn từ khu Thanh Hóa hay Ngũ Phúc đổ vào cánh đồng Đồng Lách, rồi đổ xuống dưới cánh đồng Thiện Tân để đi ra ngoài cái rạch Đông, cầu rạch Đông. Đà Lạt thì đẹp chứ Đồng Lách thì đâu có đẹp. Đồng Lách ngày trước năm 75 là chung quanh là rừng tre, đồi tre, rừng tre.
sau này chắc là hết rồi, chứ nó không có được những cái đồi thông như là Đà Lạt. Chị Lan Nguyễn, Đồng Lách có phải là ở trong sông Buông không vậy? Đồng Lách là ở gần phía đền Thánh Martin, tức là từ đền Thánh Martin á, đền Thánh Martin đi vào khoảng 3 cây số, nó xuống cái vùng đền Thánh Martin là vùng Hố Nai rồi, là vùng đất cao, vùng Phù Sa Cổ. Còn vùng dưới cánh đồng đó là vùng gọi là vùng Đồng Lách. Vùng Đồng Lách nó cách cái vùng sông Buông, tức là sông Buông là vùng Trị An bây giờ đấy, nó cách vùng sông Buông khoảng Buông. Các anh chị em chắc là ở thành phố ít người hiểu được Buông là gì. Buông là cây buông, cây lá buông. Cây lá buông nó giống như là một cái dừa vậy, tức là cây dừa vậy, cái thân của nó như cây dừa vậy, nhưng mà lá của nó là nó không như lá dừa, và người nó xòe tán ra, và người dân miền Đông Nam Bộ nó dùng cái lá buông để làm mái nhà cho người dân nghèo. Lá buông gọi là lá buông. Còn người miền Bắc vào, đặc biệt là vùng Trà Cổ đó, là làm nón, tức là đi vào những cái vùng rừng đó để hái cái lá buông nhưng mà còn non, và cái loại nó nhỏ đó, thấp. Thì khi mà lá buông còn non đó, thì người ta về người ta phơi ra để người ta làm thành nón, tức là các cái đọt non làm thành nón, cây lá buông. Thì sông Buông nó cách cái núi Chùa khoảng 2,5 cây, 3 cây số, cách về phía bắc núi Chùa, tức là về phía tây bắc của núi Chùa khoảng 2-3 cây số, nó gọi là sông Buông. Sau này đó là vùng Trị An đó, vùng cá đó, vùng làm cá của Trị An là phủ lên sông Buông của ngày xưa. Ở sông Buông của ngày xưa là tức là giai đoạn năm 1976-77 là có 3 cái lực lượng, tức là 3 cái nhóm kháng cự là ẩn ở trong vùng sông Buông. Trong đó có một cái nhóm bị chết ở Trà Cổ, hình như là cuối năm 76, là nguyên một nhóm ở căn cứ sông Buông là chết, bị bao vây, bị bao vây và bị sát hại, gọi là toàn diện ở ngay Trà Cổ. Nguyễn Ninh, Đồng Cửu, Đồng Lách. Xin chào anh chị Nguyễn Ngọc Trà My. Anh Khải Nguyễn, anh Nguyễn Khải có nhắc đến nhà thương Thánh Tâm, nó có nhiều cái me tây. Chính xác ạ. Chị Lan Nguyễn có là nó có những bác sĩ người Pháp rất là tốt, có bác sĩ chưa mắt. Vâng ạ, nhà thương Thánh Tâm tuyệt vời lắm ạ. Cảm ơn chị Hành Phạm, chị có cầu mong đến đây là tạ ơn đất trời. Cách nào đó chúng ta đã không phải hổ thẹn với các bậc tiền nhân. Vâng ạ, xin rất cảm ơn cái cầu mong của chị Hạnh. Anh Trinh, Chỉnh, anh Trinh hay anh Chỉnh đây, mũ nâu, Việt Nam Cộng Hòa đang ứng chiến đây. Vâng, thưa các anh, em đang nghĩ là cái bối cảnh chiến đấu sắp tới đó, nó khác đi nhiều lắm. Chúng ta nói đến chuyện hòa giải, tìm cách hòa giải, tìm sự hòa giải, không có nghĩa là chúng ta đầu hàng. Vấn đề là chúng ta hòa giải như thế nào, cái tâm thế hòa giải như thế nào, và cái thái độ, cái tư tưởng nào để chúng ta làm cái nội dung và chiến lược cho cái công việc hòa giải, cho cái câu chuyện hòa giải. Chứ không phải là hòa giải, khi nói đến hòa giải nghĩa là
nghĩa là có một bên thua một bên thắng, không có cái chuyện đó. Trong cái bối cảnh ngày hôm nay nó đang rất cần đưa đến cái chuyện gọi đối thoại thẳng thắn để cùng nhận ra những sai lầm của lịch sử của mỗi bên, để vẽ ra một con đường, thực thi cái con đường một cách nghiêm chỉnh đi đến tương lai, cho không phải là cho chúng ta mà cho thế hệ đang lớn lên, cho tương lai của dân tộc Việt Nam. Mô trong này có chị Trầm Mộc. Vâng, cảm ơn anh chị. Chị Trầm Mộc là từng ở Tân Mai đó nha các anh chị em ở hôm nay. Chị Trầm Mộc là từng và khá là đặc biệt. Gia đình chị Trầm Mộc là những người gọi là miền Bắc, và ý thức được cái thảm họa của miền Bắc. Và ngay cái giai đoạn 1975-76 đó là đã có mặt tại miền Nam. Cái giai đoạn cỡ đó 76-77 là có mặt tại miền Nam. Và sống tại vùng Tân Mai đó. Cho nên những người trong cái trường hợp như là gia đình chị Trầm Mộc đó, là những người bị gọi là bị va động, bị va chạm rất là nặng nề ở cái chuyện Bắc Nam. Và vì thế là đối với riêng bản thân cá nhân tôi, đó, tôi hết sức trân trọng những người mà bị va đập. Tức là cái đó không phải là va chạm, là bị va đập. Tức là va đập chan chát, va đập ầm ầm, va đập sống chết. Đó mới là những con người của lịch sử. Rất cảm ơn chị Trầm Mộc đã có mặt ở trong cái buổi live stream của anh em chúng tôi. Anh Sơn Thừa Khúc có comment lên đây là chú chia sẻ đúng, nhưng liệu chú lạc quan lắm hay không? Tôi sẽ không có đi sâu vào câu trả lời này. Bởi vì chúng ta không thể nào biết được tương lai của chúng ta. Và điều đó nó bắt chúng ta phải hành động, và chúng ta phải lọ dọ, chúng ta mò từng bước một, để giống như là bãi mìn. Chúng ta không quyết định đi qua thì sẽ không bao giờ chúng ta vượt qua được bãi mìn nữa. Mà chúng ta lọ dọ, chúng ta bước là chúng ta phải chấp nhận là chúng ta sẽ chết tan xác, hoặc là chúng ta sẽ dẫn được anh em của chúng ta thoát ra khỏi được bãi mìn đó. Và tôi chọn chắn cái thái độ đó. Vâng, thưa các anh chị em, tôi nghĩ live stream tâm tình này đến đây là dừng lại. Rất mong một cái không khí ngày Chủ nhật và sư pháp là thời tiết năm nay hết sức quái lạ. Tức là tôi phải mặc như thế này, tức là rất là lạnh, trong khi cái sức lực của tôi đó bị tiêu pha quá nhiều rồi, cho rất nhiều chuyện. Một cái hành trình 40 năm, gần như là sức lực tôi không còn bao nhiêu cả. Cho nên với những thời tiết như thế này đó, là mơ ước vô cùng, mơ ước để có thể có những thời gian cuối cùng của cuộc đời của mình trên đất nước của mình, trên quê hương của mình. Vâng, thưa các anh chị em, xin kính chào các anh chị em, và mong rằng chúng ta càng ngày càng có nhiều người thật sự là bám lấy quê hương mình, bám chặt quê hương mình. Xin kính chào các anh chị em.